xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào như nào. Chào các bạn em, chào này em. Hôm nay mình là ta Mì tương đen. Mì tương đen. Rồi ăn gì nữa? Không biết, ăn chàm bông. Ăn chàm bông. Xin chào các bạn ơi. Xin chào. Mẹ ơi, mẹ ở đây cho bé mẹ. Cả nhà ơi, hôm nay mình đi ra ngoài ăn ăn trưa. Ăn ha, mì tương đen với lại mì cay chăm bông ở cả nhà, rồi với lại cái thịt sốt nè. Tại cái quán này mình ăn hoài á, ngon, là hôm nay dẫn con gái xuống đây nè. Hôm nay ăn chua. Đi có một mình nè cả nhà, chim đi chơi rồi. Chim đi chơi với ba. Mẹ ăn mở cho đây mẹ. Ừ, để mẹ 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 chỗ rồi mẹ cắt cho. Ở trong kia nè. Tụi ta mới chụp xe không? Ừ. Nhớ ăn cho cái mẹ. Ừ, mẹ chọn lên cho. Có cho em khỏi mẹ á. Ừ. Bỏ bê nè. Má xích xích. Ừ. Ừ. Đê. Đê. Cái quán này ngon đó nhà. Từ nhà mình xuống đây tầm đi xe tầm 20 phút. Rồi chạy xuống đây ăn nè, chứ ở gần nhà phải gọi là người ta đem đến nhưng mà nó không ngon. Cái quán này mì tương đen ăn cực kỳ ngon luôn. Ừ. Chưa. Chắc không có trong đó sao. Ừ. Cái ăn mì tương đen là bỏ cái nước chăm bông này vô cả nhà, ngon. Cho cho nghe tụ. Cay không? Cái sắc. Ăn của mình cả nhà ơi. Ăn cái gì không mà. Là dán trên buồn rồi. Nghe chưa? Ôi, nếu chơi là bố chơi là bà sẽ tổng đấy. Nào, có chị hai bị buồn hả? Ừ. Không có chị hai bị buồn hả? Không. Ừ, bán chưa? Ba Mi thích cái món mì cay không? Ở quán này cả nhà. Bây giờ bố không ạ? Sao không như vậy? Cái mặt chứ không bố hợp rồi ạ. Không đẹp không ạ chứ? Nè. Mèo? Anh ấy? Mèo sao không đẹp không ạ? Sao như thế cũng kì ra không ạ? Mì tương đen là bố thương mình thấy bác sĩ chứ. Cái này là thịt chiên xù nè cả nhà. Thịt chiên với lại bột nếp. Rồi cái sốt chua ngọt gắt lên. Thật chứ. 여기서 다 맛있어. 지금 너무 멀어. 응. 그 문제야. Ăn cái này là phải chấm sốt cho ngập mới ngon. Nó ngọt ngọt chua chua mặn mặn. Hôm nay thời tiết chơi chu đẹp cả nhà. Nắng nóng. Mùa thu mà bây giờ thời tiết đang đẹp, cực kỳ đang đẹp luôn. Đi họp với lại đi chơi đi du lịch. Chơi ghế mẹ. Chứ nhìn nó không khỉnh đấy. Chứ nó nhìn chẳng khủng bạc thế. Vế à, bà chứ nó khói chị. Ở đây khúc khó. Đồ khúc đi lên chứ rồi. Vế. Đồ khúc này ăn đề. Khí khó dẹp khó. Ừ. Má bỏ cho. À bỏ cho cái cái cho để bỏ cho cái bà. Khi bỏ cho 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 cô. Chiều cao có liên quan gì tới không? Ông mà khi bỏ để bỏ cho cô, bỏ đi cho để bỏ cho cô. Cô mình cần làm gì? Thôi để bỏ cho cô. Thôi để bỏ cho cô. Cô mình làm. Cô mình làm. Cô mình làm. Cô mình làm.
이 밑도 너무 이뻐. 그래, 엄마 빵 시험이네. 응? 엄마 빵 시험이. 아니야. 그래서 예뻐. 아니, 엄마 시험. 이거 하겠어. 까먹어. con thương mẹ hả? Con thương mẹ hả? Biết khen mẹ là đẹp nhất đó con nhỉ? Khen mẹ con dễ. Ừ, trời ơi, thương mẹ quá. Hôm nay cái đó là tao ăn. Bi cái này ốm nhơ mà nó ăn nhiều vô. Ôi, nó cỡ. Nó cỡ hả? Bi cái này ốm nhơ mà nó nha. Ăn nhiều vô, cho nó mập lên. Ủa chú ơi, con bắn nhiều nha. Chưa lớn. Ủa chú ơi, con cái này là muốn chết. Nướng mà không ngon. Sao không ngon? Ở nhà nước non hơn. Cái nước đó là nước lúa mạch. Bi không thích uống nước lúa mạch đó cả nhà. Uống cái nó mới tốt. Không. Uống cái nó mới cao. Thấy vậy? Người hàng ta uống nước đó đó. Uống nó mới cao lên, nó mới đẹp đó. Uống đẹp da. Tốt sức khỏe. Mẹ ơi, con ăn cái này không ăn? Con ăn cái này không được không? Ừ, con ăn cái đó đi. Nhà cái này mang bên. À, bác chỉ có bố con thôi á. Bố. Này đứa sao được bên mày à? Chứ không phải tự mập sẵn à? Ăn nhiều là mập. Anh Duy à, không được chứ. 여기서 먹던 거 여기서 먹던 거 다 먹잖아. 살 뺄 시간이 없지. 네. 아이고. 근데 안 먹었을 때 실근이 많잖아요. 어, 이제 왕이 있어? 이거 막당 넣지, 이거 막. 이거. 우리 잘 맞아. 나 먹는 거 부럽다. 나 삼켰나? 어. 엄마 벌써 살. 엄마 삼켜보여? 엄마 살 다 쪘어. 화장 보니까 모르겠어. 응, 딱딱하니까. 엄마 지금 막. 엄마 지금 허니처럼 살 다 쪘어. 네. 야, 이거 다 먹어요. 한 개 밥 빠져요. 네, 진짜 한정이니까. 나 빠는 밥 한 개 어? 네가 비지 찌는 엄 thôi. 정말. 나 며칠 방송 안 찍었잖아. 응. 2kg 빠졌어. 진짜? 얼. 왜저 고장이야? 이다오? 저 고장. 이거 이다오? 허니 엉와이 건 얼마야? 마스크 조심해. 고추 아이 건 준비 안 해도 건 짜이나. 이다오. 너네 이다오 이짜이? 응. 건 짜이 롱 아. Ăn xong rồi đem con trai ăn vô đi chơi. Dạ. Đi đi ăn quán hay vậy lắm cả nhà. Ăn xong rồi chạy vòng chơi rồi khám phá. Thích khám phá. Mốt cho học khoa học luôn nha. Nha. Ừ. Bye bye nha. Đem con trai rồi bye bye có thấy đâu. Còn hôn nữa chứ búp bô. Đi kia chị. Anh đang thức tư đồng khen cho mày đây. Giờ đi đâu vậy? Đi đâu? Thầy ước không mà thật sự. Thầy khen của chú coi, đi đâu mà nhận được. Thầy có hai tên kèo. Mới đi ra ngoài thì được có kẹo đó nào? Dạ. Đó. Con phải lấy. Vậy có ai cho? Không biết. Không biết hả? Ai là không biết? Bà chủ. Bà chủ mẹ. Ừ, bà chủ cho con phải không? Dạ, cho nhiều quá. Cho nhiều quá, con có cảm ơn không? Dạ. Có không? Dạ. Con cảm ơn sao?
고맙습니다. 예, 네, 하. 저. 비 đi ra ngoài cái là có kẹo ăn hết cả nhà. Đi ra ngoài không sợ đói đâu. Đi vòng vòng ngồi là có đồ ăn à. Xin chào tạm biệt cô chú và bye tiếp theo. Hôm nay muốn nói thăm hồi mẹ nắng coi rồi mọi người nha. Bye bye. Chào. Xin tên nguyên cho nhiều nha. Trời ơi, đang ngậm kẹo, đó, đổ một quên nói chuyện đó hả? À, cả nhà ơi, hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi. Bye bye. Xin mừng bye bye.